trách Trường Giang xem thường khán giả truyền hình. Đêm thi là cuộc tranh tài của 5 thí sinh giành chiến thắng ở những tuần tuyển chọn trước đây, bao gồm Bích Thảo mô phỏng Lương Bích Hữu, Kim Hương mô phỏng Thu Minh, Ngọc Hải bản sao của Dương Ngọc Thái, Trúc Anh một trong hai bản sao của Miu Lê và Như Trang mô phỏng Thủy Tiên. Theo quy định của vòng bán kết, 5 thí sinh sẽ lần lượt thể hiện một bài hát của thần tượng và khán giả tại trường quay sẽ nhấn nút bình chọn cho người mà họ cho là sở hữu giọng hát có độ tương đồng cao với bản gốc. Kết quả chung cuộc, thí sinh nào nhận được nhiều bầu chọn nhất sẽ tiến thẳng vào đêm chung kết để có cơ hội trở thành quán quân cùng với việc nhận giá trị tiền thưởng lên đến 300 triệu đồng. Trước đêm thi diễn ra, các ca sĩ Thu Minh, Lương Bích Hữu, Miu Lê, Thủy Tiên và Dương Ngọc Thái đều dành ra khá nhiều thời gian để huấn luyện cho gà cưng. Bên cạnh đó, trong buổi ghi hình, họ cũng đã có mặt ở vị trí ghế nóng để cổ vũ cho những bản sao hoàn hảo của mình. Tập phát sóng xứ 15 của ca sĩ Giấu Mặt được trình chiếu trùng vào dịp Tết dương lịch. Chính vì thế mà các nghệ sĩ khách mời khi đến tham gia ghi hình đều chuẩn bị cho bản thân những bộ cánh lộng lẫy với gam màu đậm hơi thở của mùa xuân. Cùng chọn lựa sắc đỏ rực rỡ, nếu ca sĩ Thu Minh trở nên đầy quyền lực và cá tính trong bộ đầm liền với điểm nhấn thắt lưng đen to bản, thì Lương Bích Hữu khiến người đối diện siêu lòng trong chiếc áo dài cách tân thêu hoa tiết bướm bướm nổi bật. Không kém cạnh các đàn chị, Miu Lê cũng diện áo dài khi khoe giọng trên sân khấu. Thế nhưng, không dịu dàng nồng nàn như cô gái Trung Hoa, nữ ca sĩ 9X chọn lựa chất liệu vải không bắt sáng cùng màu nền là những hình vẽ sinh động khiến bộ trang phục dân tộc trở nên trẻ trung và hợp xu hướng. Chiếc khăn đóng đính, những phụ kiện đáng yêu cũng là điểm cộng cho lần xuất hiện này của Miu Lê. Ngoài ra, ca sĩ Thủy Tiên và Dương Ngọc Thái cùng chọn tông đen chủ đạo cho buổi ghi hình. Xuất hiện tại hậu trường ghi hình, ca sĩ Thủy Tiên khiến người đối diện đứng hình bởi vẻ đẹp mặn mà, đầy nữ tính của mình. Diện một chiếc váy liền màu đen, với phần thân áo lấy cảm hứng từ phong cách corset, bà xã Công Vinh khoe làn da trắng nõn không tì vết, cùng bờ vai trần nụt nà. Những khoảnh khắc biểu cảm đáng yêu của nữ ca sĩ 8X khi trao đổi cùng chuyên viên trang điểm hay với gà cưng trong giờ giải lao đều khiến khán giả không rời mắt khỏi mình. Trái ngược với sự chỉnh chu trong cách lựa chọn trang phục của các khách mời, MC Trường Giang trở thành nghệ sĩ giản dị nhất trên sân khấu khi chỉ ăn vận đơn giản với áo thun trắng và quần jean tối màu. Chớp lấy thời cơ, ca sĩ Thu Minh liền chặt chém nam danh hài. Trong khi chúng tôi ăn mặc rất trang trọng, chuẩn bị vô cùng tươm tất, thì MC dường như rất xem thường khán giả khi mặc bộ đồ bình thường như vậy. Về cùng một đội cùng nữ hoàng nhạc đen, bà xã Công Vinh bồi thêm quần jean mà còn ôm dáng nữa kìa. Nhìn em mặc quần jean em thèm ăn chả giò quá. Tung hứng cùng đàn em ghế nóng, nữ ca sĩ Đường Công tiếp lời: chân đã không được dài rồi chứ, rất tổn thương ánh mắt người nhìn. Khi không bị ăn hiếp hội đồng, sau một vài khắc đứng hình vì bất ngờ, Mười Khó vội vã giải thích cùng khán giả: ban đầu tôi mặc đi ghi hình một bộ áo dài đỏ đẹp lắm, nhưng đi xe máy trên đường mưa tôi bị nước tạt dơ hết bộ đồ. Chẳng lẽ mặc nguyên như vậy lên sân khấu, nên tôi quyết định mua đại một bộ ở cửa hàng gần đó. Không cho là đúng, ca sĩ Thu Minh cắt lời, cho rằng tiết trời Sài Gòn cận Tết không có mưa. Trước sự dồn ép của đàn chị, MC Trường Giang thú nhận bản thân đang ở trong khu ổ chuột quanh năm ứ động nước, chứ không có tiền để sống cùng khu xa hoa như Thu Minh. Đến đây thì nữ hoàng nhạc đen ngẹn lời, chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Bất ngờ trước cách xưng hô của bạn trai Ngọc Trinh với bố mẹ vợ tương lai dù nhiều tuổi hơn, mối tình 72-27 quả thật tốn không ít giấy mật của truyền thông. Thời gian gần đây, dư luận dành sự quan tâm lớn cho chuyện tình của nữ hoàng nội y và tỷ phú Hoàng Kiều. Không chỉ địa vị tên tuổi của Hoàng Kiều gây xôn xao, mà khoảng cách tuổi tác của cặp đôi này cũng khiến nhiều người chán ván. Không chỉ nhiều hơn Ngọc Trinh 45 tuổi, mà vị tỷ phú Hoàng Kiều này còn lớn tuổi hơn cả bố mẹ người yêu. Tuy nhiên, cách xưng hô giữa Hoàng Kiều và mẹ vợ tương lai lại khiến ai cũng phải ngạc nhiên vì sự lễ phép và độ thân thiết. Ông từng chia sẻ: hôm rồi, mẹ của bạn gái tôi, Ngọc Trinh, có quay clip hình trên mặt chiếc váy sơ rê trắng gửi qua cho tôi. Bà nói: Kiều ơi, mẹ đang quay clip trên mặt bộ đồ trắng con gửi đây. Tôi rưng rưng xúc động. Có thể thấy mẹ Ngọc Trinh thoải mái gọi Hoàng Kiều là con với tình cảm trìu mến, mặc dù tuổi của Hoàng Kiều hơn bà tận 12-13 tuổi. Bạn trai người đẹp cũng thẳng thắn thừa nhận: với tôi, ba mẹ nàng tuy có trẻ tuổi hơn tôi thì đó vẫn là ba mẹ của tôi. Chắc hẳn câu nói này cũng làm gia đình Ngọc Trinh nở mày nở mặt và càng yêu quý chàng rể tương lai hơn nữa. Mặc cho chênh lệch tuổi tác và sự phản đối mạnh mẽ của người hâm mộ, mối quan hệ của cặp đôi 72-27 ngày càng tiến triển tích cực.
Và mới đây, ông Hoàng Kiều đã chia sẻ về dự định sinh con và để bạn gái sở hữu 20% khối tài sản kếch xù của mình. Mối tình thị phi đối với dư luận nhưng nhận được sự chấp nhận và ủng hộ của gia đình hai bên. Chân dài Venus đang ngước ngay men say tình bên cạnh bạn trai và đám cưới xa hoa hoành tráng là việc chắc chắn đến 90% trong tương lai gần. Hé lộ thông tin về Sing My Song tập 7, Phan Mạnh Quỳnh vợ người ta lột xác, huấn luyện viên Nguyễn Hải Phong tự hào. Sau đêm của team Đức Chí, 21 giờ ngày đầu tiên của năm mới 2017 sẽ là màn đối đầu đầy cam go của team Nguyễn Hải Phong. Được đánh giá là một trong những team mạnh của Sing My Song bài hát hay nhất, với 8 cái tên đều đã khá thành danh trên showbiz: Phan Mạnh Quỳnh, Ân Đại Vệ, Đoàn Thế Lân, Vicky Nhung, Justin, Bùi Công Nam, Huỳnh Ngọc, Trần Vũ Khánh. Tập 7 của Sing My Song hứa hẹn sẽ gây cứng và hấp dẫn không kém tập 6. Đặc biệt, theo tiết lộ bên lề, chàng nhạc sĩ triệu view Phan Mạnh Quỳnh của vợ người ta sẽ mang tới một ca khúc viết về người đã khuất khiến người nghe phải sởn da gà. Còn Ân Đại Vệ tiếp tục thể hiện tình yêu với cô con gái 3 tuổi trong ca khúc dự thi. Đoàn Thế Lân tâm sự, trước khi vào team Nguyễn Hải Phong, mình chỉ biết sáng tác theo bản năng và cảm nhận, và mình đã nhận được rất nhiều kiến thức từ kinh nghiệm của chú. Đây là điều rất quý đối với mình. Thí sinh trẻ tuổi nhất Đoàn Thế Lân thì mang đến một ca khúc về tình yêu trong sáng và hồn nhiên như đúng lứa tuổi của mình. Đức Chí còn không ngần ngại cho rằng với đà như thế thì cùng giọng hát, Thế Lân sẽ trở thành hoàng tử mới của âm nhạc. Sau và Tôi Đi, ca khúc mới này hứa hẹn sẽ là hit mới của học trò Nguyễn Hải Phong. Tuy nhiên, cũng là theo thông tin bên lề, hoàng tử mới chưa may mắn trong vòng đối đầu này và đang phải chờ đợi vào kết quả bình chọn của khán giả. Xem ra cùng với Cao Bá Hưng, Đoàn Thế Lân sẽ là một nhạc sĩ tuổi trẻ tài cao nữa trong chương trình, hứa hẹn tạo nên một sức bật mới cho nền âm nhạc Việt Nam. Ngoài đời, Cao Bá Hưng và Đoàn Thế Lân cũng là một đôi bạn khá thân thiết và gắn bó. Chia sẻ trước đêm phát sóng 1 tháng 1, 2017, huấn luyện viên Nguyễn Hải Phong khẳng định tự hào về team mình quá, rất mong đợi một cuộc chơi văn minh lành mạnh từ các bạn. So với Ngọc Trinh, tỷ phú Hoàng Kiều tiết lộ thứ thuốc bổ để hòa hợp thể xác. Đại gia gốc Việt hiểu, gái ham tài, trai ham sắc, nhưng ông tin mối tình gây chú ý nhất showbiz Việt 2016 của ông vượt trên tuổi tác và vật chất. Mới quen biết Ngọc Trinh hơn một tháng vì sao ông yêu cô ấy. Tôi và Ngọc Trinh gặp nhau lần đầu ở Las Vegas của Mỹ vào ngày lễ tạ ơn 24 tháng 11. Từ phút ban đầu lưu luyến ấy, tôi đã cảm nhận ở nàng nhiều điều khác biệt so với các cô gái tôi từng biết và từng đến với đời tôi. Ở Ngọc Trinh có nhiều thứ rất đáng yêu, gương mặt nàng tròn dễ mến, đôi mắt tròn xoe, bờ môi xinh, đôi chân thẳng tắp quyến rũ, làn da trắng mịn màng. Gặp nàng rồi, khi về, tôi cứ nghĩ mãi đến hai câu kiều: người ơi gặp gỡ làm chi, trăm năm có biết duyên gì hay không? Với tôi, Ngọc Trinh như đóa hoa sen trắng, nàng ngây thơ thật thà, nàng chăm sóc tôi ân cần trìu mến. Khi sánh bước bên tôi, nàng âu yếm tôi không chút ngại ngùng, dẫu tôi già còn nàng trẻ. Thực sự Ngọc Trinh đã làm tôi rung động mãnh liệt ngay từ buổi ban đầu. Tình cảm của ông và cô ấy tiến triển ra sao? Từ sau lần gặp gỡ Ngọc Trinh, tôi bắt đầu tìm hiểu về nàng qua các bài báo. Tôi cũng nắm phần nào về quá khứ của nàng. Tôi biết Trinh từng có một thời rất mực yêu thương bạn trai 8 năm của mình, thậm chí nàng phải làm người thứ ba trong cuộc tình đó để được yêu thương người ấy. Ngày đầu tôi và Ngọc Trinh đến với nhau, những lúc nàng nằm bên tôi thường xuyên nghe những bài nhạc buồn, sầu khổ cứ như gửi nhớ nhung cho một người nào đó. Mãi đến chuyến đi Nhật Bản với nhau vừa qua, Ngọc Trinh xin tôi xóa hết những hình ảnh trước đây tôi chụp chung với rất nhiều cô gái khác. Nàng bảo, từ nay em thuộc về anh rồi. Kể từ lúc đó, trên hai chiếc điện thoại của tôi, chỉ toàn hình ảnh của tôi và Ngọc Trinh thôi. Tôi cũng bảo nàng phải thay những bản nhạc vui tươi hơn trên điện thoại. Tôi không muốn nàng phải nghe nhạc buồn thảm nữa. Tôi thích gọi Ngọc Trinh là em yêu. Chúng tôi thường tay trong tay nghe bài hát và con tim đã vui trở lại trong yêu thương, trìu mến ngập tràn. Ngọc Trinh từng có những phát ngôn bộc lộ cô ấy là một cô gái thực tế về đời sống vật chất. Ông nghĩ gì về bạn gái mình?
Tôi yêu Ngọc Trinh nhất ở câu nói không tiền cặp đất mà ăn à, nó ngô nghê nhưng đã thể hiện được cô ấy nói không dối lòng. Không ngại công chuyện sống dựa vào người đàn ông của mình, đó là điều đương nhiên. Theo tôi, thử hỏi trên đời này ai không ham tiền, các ông chồng làm ra tiền không cho vợ nuôi con chứ để làm gì? Và có bà vợ nào không muốn kiểm soát tài chính của chồng, muốn được chồng yêu thương, lo lắng, chu toàn? Nhưng tôi tin không bao giờ Ngọc Trinh muốn sống dựa dẫm hoàn toàn vào người đàn ông nào. Tôi biết cô ấy tự làm ra được tiền. Đợt rồi vì quá yêu và nhớ tôi mà cô ấy đã phải bỏ hai hợp đồng lớn để có thời gian qua Mỹ, ở cạnh chăm sóc tôi, quay quần bên tôi. Nhưng nếu cô ấy chỉ yêu và đến với ông vì tiền, ông cảm thấy thế nào? Với tôi, tiền không mang đến hạnh phúc mà chỉ là phương tiện để giúp cho chúng ta tăng thêm hạnh phúc. Thử hỏi, nếu cô ấy chỉ yêu tôi vì tiền thì cũng có đại gia tỷ phú trẻ hơn tôi nhiều đó. Vì sao cô ấy không yêu? Bảo Ngọc Trinh đến với tôi vì tiền ư, dẫu rằng Ngọc Trinh có ham tiền mà yêu tôi thì cũng được chứ có sao đâu nào. Trên đời ai cấm được tình yêu, chúng tôi yêu nhau, còn vì điều gì thì chính hai chúng tôi hiểu rõ nhất. Nếu Ngọc Trinh dùng mỹ nhân kế mà khiến tỷ phú Hoàng Kiều mang 20 tỷ đồng về Việt Nam giúp người nghèo thì tôi cũng cam tâm tình nguyện yêu nàng. Ông lớn hơn cô ấy 45 tuổi, điều này gây trở ngại gì trong chuyện tình yêu của cả hai? Tôi còn khỏe lắm, tôi có bệnh hoạn gì đâu mà sao ai cũng lo cho sức khỏe của tôi, suốt ngày cứ vấn an tôi, đặt những câu hỏi ỡm ờ. Ngọc Trinh còn hay mắc cỡ chứ tôi thích nói thẳng không né tránh. Tôi và Ngọc Trinh hòa hợp với nhau về tinh thần lẫn thể xác. Tôi không bị ám ảnh về áp lực tuổi tác hay khoảng cách gì cả. Tôi biết cách bồi bổ sức khỏe cho bản thân. Dân gian có câu càng già càng dẻo càng dai, gần già thì gừng mới cay. Các bạn hãy nhớ tình yêu không bị ngăn cách bởi biên giới nào. Nếu yêu nhau nhiều như thế, cả hai có muốn làm đám cưới hay không? Tôi đang rất bận rộn với công việc kinh doanh, Ngọc Trinh cũng vậy. Hiện tại chúng tôi rất trân quý khoảnh khắc yêu đương bên nhau. Tôi đã nói với Ngọc Trinh rồi, cô ấy hãy cho tôi vài 3 năm nữa, đợi tôi tập trung làm vài nghiên cứu, thí nghiệm về việc bào chế ra các loại thảo dược không độc tố, giúp hỗ trợ điều trị các bệnh ung thư, cùng nhiều loại bệnh như viêm gan hoặc HIV. Đó là những ấp ủ tâm huyết của tôi bao năm nay. Nếu tôi thành công và nhận giải Nobel cho công trình này, chúng tôi sẽ làm đám cưới. Còn giờ, mỗi khi có ai hỏi tôi chừng nào cưới cô ấy, tôi đều đùa, đợi vài 3 năm nữa.